Buổi gặp mặt giao lưu hôm nay là dịp để Học viện Khoa học Quân sự tuyên truyền, cổ vũ và tôn vinh những giá trị văn hóa cao đẹp của truyền thống, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam, đồng thời biểu dương, tri ân những nỗ lực, cố gắng trong giảng dạy, học tập, công tác của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục trong toàn học viện. Thời gian qua, Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm Sàng 108 đã đào tạo hàng trăm tiến sĩ, hơn 1.000 bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, đào tạo liên tục cấp chứng chỉ cho nhiều chuyên ngành đối với hàng ngàn bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, viện có 3 nhà giáo, thầy thuốc quân y được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư. Trường Cao đẳng Trinh sát Tổng cục 2 tổ chức tọa đàm thắm tình thầy trò nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, học viên, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Tọa đàm cũng là dịp làm sâu sắc hơn nữa tình cảm thầy trò, đồng chí, đồng đội, là dịp để các thế hệ học viên tuổi trẻ nhà trường tri ân tới các thầy cô giáo.